Lan Trần Nguyễn Lâm lại xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là một tác phẩm nữa, đó là Năm cái trắng gấu trúc. Chậu này nó có hai thân, một thân thì đang nở hoa, một thân thì đang có nụ. Hết cái đợt hoa này sẽ tới cái đợt hoa này. Gấu trúc đang nở, đây mời mọi người xem. Đẹp chưa? Đôi mắt tuyệt vời chưa? Cây gấu trúc nó có một cái đôi mắt mà hiếm cái cây nào mà có được. Cho nên là người ta đặt cái tên của nó là gấu trúc, là nó có cái vẻ đậm của con gấu panda nó ở trên hai con mắt á, đậm đẹp ha. Hoa nở tự nhiên nên hoa nào nó cũng đẹp như vậy cả nhà. Nè, bên này cũng vậy, mũi trắng tinh nè, mũi trắng nha. Phê, rất phê đúng không? Nó nở được nhiều hoa. Đây, dây hoa của nó đây. Cây gấu trúc này á, về thân lá của nó rất là mạnh khỏe nha cả nhà nha. Chúng ta mà chăm á, là nó đi ngọn vượt đông luôn á. Nhưng mà để cho nó có hoa thì đương nhiên chúng ta phải rút ngọn nó đi, để cho cây nó không phát triển theo chiều dài nữa, nó đanh thân nó lại để chúng ta làm hoa. Đẹp quá đúng không? Năm cánh trắng gấu trúc, đôi mắt hút hồn ha. Rồi, em xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video hoa nở tiếp theo nha.